được thịnh hành đối với độc giả thiếu nhi ngay từ những ngày đầu. Khúc Le Belly Fin đã được nhiều nhà phê bình văn học đánh giá là đỉnh cao của văn học. Câu chuyện này đưa ra những thông điệp về sự chấp nhận đa dạng, sự trân trọng tự do và nhân quyền. Khúc Le Belly Fin được xem là cuốn tiếp theo của quyển Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, xuất bản năm 1876. Nhân vật kể chuyện là Khúc Le Belly Fin, bạn của Tom Sawyer. Câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu của Khúc Le Belly Fin trên dòng sông Mississippi với người bạn là Jim, một nô lệ đang đào thoát. Quyển sách miêu tả những cảnh vật trên dòng sông và châm biếm những quan điểm ở miền Nam Hoa Kỳ thời tiền chiến, đặc biệt là quan điểm kỳ thị chủng tộc. Hình ảnh Hook và Jim trên chiếc bè chạy theo dòng sông, đi đến tự do, là một trong những hình ảnh bất hủ nhất trong văn học Hoa Kỳ. Tác phẩm này sử dụng ngôn ngữ đặc trưng của khu vực miền Nam và những cách trình bày độc đáo để tạo nên một thế giới phiêu lưu đầy kích thích, tưởng tượng.